Xin được gửi một loạt chào các bác đam mê đi săn bẫy trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại tiếp tục lên một cái video hướng dẫn các bác về tổng hợp những cái mẫu thằng lọng đánh đa năng của bên cơ sở với em. Đó là thằng bẫy chim tràng nghịch, chim cuốc, đa la, bìm bịp, các bác đều là đánh được nhé. Và những con chim mồi giả, những cái loa điều khiển từ xa, loa gọi. Thì đầu tiên hướng dẫn các bác về những cái con chim mồi giả bên em trước này. Chim mồi giả bên em sẽ có bìm bịp giả này, đấy, bìm bịp giả người keo, cuốc giả người keo, tràng nghịch giả mồi treo keo và sẽ có cả gà đồng giả người keo nhé. Bìm bịp thì là mắt là đỏ đấy, rồi bác nhìn thấy đây, mắt đỏ này, hạt trời màu đỏ này, lông lá thật đầy đủ 100% nhé bác nhá. Đấy, thế đứng các bác tùy về các bác có thể bẻ cao một chút nhé, tại vì làm bên em thường sẽ làm cụp nhé, làm cụp như thế này. Đấy, cuốc giả thì hàng bao chuẩn bao đẹp cho các bác, giá nó sẽ là 200.000 đồng trên một con nhá. Đấy, tiếp theo là con những cái con bộ thòng bên cơ sở bên em. Thòng đánh cuốc thì bên em sẽ có hai màu sắc, đó là màu xanh và màu đen. Một bộ sẽ bao gồm 10 khung với khung 5 vòng, tặng cho bác thêm 5 dây sơ cua nhá. Đấy, chân nó thép là thép, dạ thép trắng, thép AC như này, không han, không cong, không bị vỉ các bác, gì các bác nhé. Đấy, khung chân cẩu cắm thòng nó rơi tầm độ 35 hơn 35 một chút. Đấy, khung một bộ này sẽ 10 khung và mỗi khung này tầm độ xít 40 cm, các bác nhăng ra được khoảng tầm độ 3,5 m nhé, 3,5 m. Đấy, khi các bác mua hàng thì bên em sẽ đều tặng cho bác thêm 5 dây sơ cua ở bên trong nhé, buộc đồng và khuyên là khuyên inox dù là dù siêu bền, cước nhật đan 4 nhé, cước nhật đan 4, một bộ 10 khung mỗi khung 5 vòng. Em nhắc lại sẽ có hai màu, màu đen và màu xanh. Màu đen các bác thích hợp đánh trồn nhá, đánh trồn là các bác phải đánh mẫu màu đen này, đang vào đắt đến vào mùa trồn rồi, các bác phải đã tham khảo mẫu thằng màu đen này đánh trồn đấy. Và thích đánh cuốc, đánh bìm bìm có thể tham khảo cái mẫu màu xanh này nhá, rất chỉ là ok. Đấy, tiếp theo là mẫu thằng bẫy tràng nghịch của bên cơ sở bên em. Một bộ sẽ bao gồm 70 mẫu khung 7 vòng, một bộ nhân ra 7749 sẽ được khoảng tầm 7749 nhá. Một bộ này khung của nó sẽ khoảng tầm cao là ngang là 40 nhá. Cao ngang này là 40 phân này. Đấy, 40 phân, một bộ 70 7 vàng cũng sẽ tặng cho bác thêm 5 dây sơ cua nhá bác nhá. Đấy, cũng là hàng thép AC, thép trắng AC như này, không han, không cong, không vây, không gì các bác nhá. Yên tâm, hàng đảm bảo chất lượng cho các bác. Khuyên cũng là hàng khuyên inox này, đấy, đúc này, dù là dù siêu bền nhá. Một bộ 70 cũng là hàng đan 4 nhưng mà sợi đan nó sẽ nhỏ hơn là hàng của khung bệnh thằng bệnh bìm bịp nhá. Một bộ này bên em đang bán giá là 350.000 đồng nhá. Quốc hồng quốc cũng sẽ có giá là 350.000 đồng. Ba thích cho bác tại nhà. Đấy. Tiếp theo là các dòng loa điều khiển từ xa bên em cũng sẽ đều có nhá. Ví dụ như là loa 898 này, loa Q92, Q93, AT100 và AT101 đấy, bên em đều cung cấp. Các bác nào mà thích cái mẫu loa nào nhá, các bác cứ báo bên em. Bên em cung cấp đủ hết loa đài điều khiển từ xa, loa gọi, thòng lọng, lèo ngụy trang, quần áo ngụy trang bên em đều cung cấp. Thì các bác có thể đăng ký kênh, ấn quả chuông ủng hộ bên cơ sở bên em nhé. Nên xin được chào các bác và sẽ hẹn các bác trong clip lần sau ở bên cơ sở bên em.